quá. Bạn Kiệt, bạn Kiệt có cái máy gì lạ dữ hả? Máy chính mình thằng kem, thằng bắn, thằng kẹo đủ thứ không? Quá gì cái máy này biến hình hả? Trời, cái này nó giống cái toilet dữ hả? Đây các bạn ơi, nay bạn Kiệt có một cái máy biến hình nè. Là mình bỏ vô đây xong nữa nó biến thành kem luôn hả? Để mình gạt cần gạt nó. Quá quá, gạt cần gạt nghĩa là nó sẽ biến hình hả bạn Kiệt? Ôi vậy giờ mình thử mình đi mua kẹo mút về mình bỏ vô coi nó biến thành cái kem không nha. Rồi đi mua kẹo mút thôi các bạn ơi. Đấy, đúng không? Đây kẹo rồi các bạn. Đấy các bạn ơi, bạn Kiệt mua quá trời kẹo luôn nè. Đây mình có kẹo sô cô la đồng tiền. Kẹo có hàng chiếc xe. Kẹo mút nữa. Kẹo mút và kẹo. Và rau câu nữa nè các bạn ơi, rau câu với quá trời kẹo sữa luôn. Đây. Với là kẹo gì vậy? Mút em bé. Kẹo mút em bé hả? Rồi bây giờ mình thử bỏ một cây kẹo mút em bé vô nha các bạn. Đây, các bạn nhìn kỹ nha. Rồi. Kẹo mút em bé một nha. Rồi mình bỏ vô. Rồi đóng nắp lại. Các bạn sẵn sàng chưa? Chuẩn bị hồ biến. Vô. Quá. Cái kẹo này. Wow, các bạn hay quá các bạn ơi, cái máy này nó biến thành cây kem rồi. Ui, một cái kẹo mút màu đỏ biến thành cây kem rồi, xé ra thử bằng Kiệt. Wow, một cây kem dâu luôn nha. Ngon quá các bạn ơi. Wow, hay dữ ta. Trời ơi, các bạn ơi, cái máy biến hình hay quá. Gạt cái cần gạt thôi. Gạt cái cần gạt này thôi hả? Wow, hay quá các bạn ơi. À, mình tăng số lượng thành 1 cái, 2 cái, 3 cái luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình thử mình bỏ cái cục sô cô la vô nha các bạn. Đây mình bỏ hai cục sô cô la đi. Một cục sô cô la đồng tiền với một cục sô cô la chiếc xe nha. Đây. Rồi bỏ sẽ biến thành hai cái. Hai cái kem luôn hả? Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi chuẩn bị biến nha. Chưa. Mình chuẩn bị hồ biến à, hồ biến dạy cha. Wow, hay quá các bạn ơi, được hai cái kem nữa rồi. Một cái kem màu vàng với một cái kem màu xanh lá cây luôn. Rồi ơi, hay quá, mở ra thử bằng Kiệt ơi. Đây các bạn ơi, đây kem đậu xanh luôn nha. Trời ơi, cái máy này nó biến hình hay dữ hả. Để bỏ đây ngang giờ mà ăn thử cái kem màu vàng nha. Cứng quá. Wow, một cái máy biến hình rất là hay các bạn ơi. Coi cái kem này kem gì vậy ta? Kem màu vàng là kem gì vậy bằng Kiệt? Kem mít hả? Tôi thấy là kem dừa, hình cái dừa. À, kem dừa các bạn ơi. Nhưng mà kem nó màu vàng. Kem dừa với kem mít nha. Wow, ngon không bạn Kiệt? Tất cả đều sai, không phải kem dừa của kem mít. Cái kem gì vậy? Wow, cái kem đậu xanh mà nó có màu vàng các bạn ơi. Rồi mình gỡ thử cái kem này đi bằng Kiệt. Cái kem màu xanh lá cây này là nó có mùi gì? Đây các bạn, đây một cái kem màu xanh lá cây không biết mùi gì luôn nha. Mình ăn thử mình mới biết lận. Đây. Ôi, cái kem vỏ màu xanh mà bên trong nó màu gì vậy bạn Kiệt? Màu vàng hơi lợt xíu nha các bạn. Wow, mùi gì vậy? Các bạn ơi, đậu xanh khác mùi các bạn. Một cái thì siêu ngọt, một cái thì rất là ngọt, một cái thì rất là béo. À các bạn ơi, cái kem mà có màu xanh á thì nó cũng đậu xanh luôn, nhưng mà nó béo, nó có sữa nhiều nè. Rồi kem màu vàng á là nó có đường nhiều nên nó ngọt lắm. Wow, các bạn ơi, cái máy này hay quá bạn Kiệt ơi. Rồi bạn Su ghiền rồi kìa. Rồi, bạn Su chảy nước kem về để mình biến ra cho. Bạn Su chảy nước miếng luôn rồi. Rồi bây giờ các bạn ơi, mình bỏ một cái kẹo mút vô thử nha. Cái kẹo mút màu xanh lá cây đi, coi nó biến ra cái kem gì nữa nha. Rồi chuẩn bị thôi. Rồi mở máy lên đi bạn Kiệt ơi. Bạn Su ơi. Wow, đây các bạn ơi, mình phải bỏ cái này vô cho nó che lại xong nó mới biến được. Rồi chuẩn bị nha. Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Hô biến. Sẵn sàng chưa? Hô biến nó mới là thành cái kem cho. Wow, các bạn ơi, thêm một cái kem nữa rồi. Ui, hay quá, cái kem gì nữa ta? Một cái kem màu xanh giống cái kẹo mút luôn các bạn ơi. Lại kem đậu xanh nữa nè. Wow, mua gì bạn Kiệt? À, kem đậu xanh này mùi lạ hả? À, kem này nó vậy nè, đậu nhiều nè các bạn ơi, đậu xanh nhiều lắm á, nhiều hơn hồi nãy, nó không có trộn gì luôn á. Wow, ngon quá các bạn ơi. À, kem dừa, kem đậu, dừa, kem dâu,
Wow, một cây kem đủ mùi luôn hả? Trời ơi, cái máy biến hình này thích quá các bạn ơi. Rồi mình còn gì chưa biến ta? Đây, mình còn rau câu nè các bạn ơi. Đây, rau câu mình chưa biến nha. Rồi bây giờ mình thử mình bỏ một cái cục rau câu này vô rồi mình biến thử nha. Rồi, bỏ rau câu vô thử coi biến ra cái gì nha. Rồi, chuẩn bị thôi. Hai cái luôn. Wow, hai cái luôn hả? Ra cái kem bự khổng lồ luôn hả? Rồi, soi nha. Biến dài nha. Wow, trời các bạn ơi. Cái cây rau câu nó biến ra nguyên một hộp kem luôn. Wow, một hộp kem sữa với cà phê nè. Hay dữ ạ. Wow, bên trong nó có gì vậy Bằng Kiệt? Có những hạt đậu, sữa và cà phê. Wow, ngon quá các bạn ơi. Liếm không? Liếm luôn, giờ không có muỗng ăn, mình liếm luôn các bạn ơi. Đây, dính cái mũi luôn, mất cười quá. Wow, một cái máy rất là hay. Đây nè các bạn. Wow, nó biến nguyên hộp kem này luôn nè. Ngon ghê không? Rồi cho bạn Su đi. Cái này là biến cho bạn Su á. Bạn Su ơi, ăn đi bạn Su. Wow, bạn Su thử hả? Lạnh quá, bạn Su không ăn hả? Rồi bây giờ mình biến tiếp nha các bạn. Rồi mình còn hai cục kẹo cuối cùng nè các bạn ơi. Rồi kẹo này nè, mình biến hai cục luôn. Rồi, rồi chuẩn bị nha. Wow, biến hình ơi. Wow, đây các bạn ơi, hai cái kem nữa. Wow, một cái kem màu tím nha. Đây nè các bạn. Trời, cái máy này nó biến thành một cái kem màu tím nữa nè. Trời, kem siêu nhân luôn. Kem là nhóc kem nha. Wow, đẹp quá. Ê, trời ơi, kem sô-cô-la siêu thích luôn các bạn ơi. Ôi, bên trong có sữa luôn, ngon quá. Đây nè các bạn ơi, đây là một cái máy biến hình nha. Biến kẹo mút thành kem nè. Rồi bây giờ mình mở cái kẹo màu tím đi. Quên cái kem màu tím chứ. Rồi cái máy này hay dữ rồi ta. Rồi cái này là khỏi cần đi mua kem ăn luôn nha. Mua kẹo về mình biến thành kem luôn. Hay lắm á. Kem khoai môn này các bạn ơi. Wow, cái kem này nó bị chảy ra luôn rồi. Quá, wow, một cái kem khoai môn. Ngon quá. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là một cái máy biến hình kem nghe. Nó giống hình cái toilet mà rất là đẹp nè. Mình bấm bên đây nè, bỏ kẹo vô. Cái bấm bên đây, cái nó biến thành ra cái kem nha. Hay lắm á. Rồi các bạn nào muốn ăn kem thì cứ lại nhà bạn Kiệt nghe. Có rất là nhiều kem ngon luôn. Rồi đóng nắp lại. Các bạn sẵn sàng chưa? Chuẩn bị hồ biến. Hay quá các bạn ơi, cái máy này nó biến thành cái kem rồi. Ui, một cái kẹo mút màu đỏ biến thành cái kem rồi, xé ra thử bằng Kiệt. Wow, một cây kem dâu luôn nha. Ngon quá các bạn ơi. Wow, hay dữ ta. Trời ơi các bạn ơi, cái máy biến hình hay quá. Gạt cái cần gạt thôi. Gạt cái cần gạt này thôi hả? Wow, hay quá các bạn ơi. À, mình tăng số lượng thành 1 cái, 2 cái, 3 cái luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình thử mình bỏ cái cục sô-cô-la vô nha các bạn. Đây mình bỏ 2 cục sô-cô-la đi. Một cục sô-cô-la đồng tiền với một cục sô-cô-la chiếc xe nha. Rồi bỏ hai cái kem luôn hả? Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi chuẩn bị biến nha. Hay quá các bạn ơi, được hai cái kem nữa rồi. Một cái kem màu vàng với một cái kem màu xanh lá cây luôn. Rồi ơi, hay quá, mở ra thử bằng Kiệt ơi. Đây các bạn ơi, đây kem đậu xanh luôn nha. Trời ơi, cái máy này nó biến hình hay dữ à. Để bỏ đây ngang, giờ mà ăn thử cái kem màu vàng nha. Cứng quá. Wow, một cái máy biến hình rất là hay các bạn ơi. Coi cái kem này kem gì vậy ta? Kem màu vàng là kem gì vậy bằng Kiệt, kem mít hả? À, kem dừa các bạn ơi. Nhưng mà nó màu vàng. Kem dừa với kem mít nha. Wow,
à, ngon bạn Kiệt. Tất cả đều sai cho mấy cái chiếc kem gì vậy? Wow, cái kem đậu xanh mà nó có màu vàng các bạn ơi.